Và bây giờ thì xin mời anh chị em đến với một người thầy rất là đặc biệt trong cộng đồng của mình. Xin mời thầy Duy Linh ạ. Xin cảm ơn thầy Thái rất là nhiều và xin chào tất cả các anh chị em, 230 anh chị em của bác đang có mặt trong buổi Zoom sáng ngày hôm nay đúng không ạ? Chúng ta đang đến với những ngày 20 tháng 11 biết ơn thầy cô giáo và xin gửi những lời biết ơn đến với những người thầy, người cô đang có mặt ở trên phòng Zoom của chúng ta. Và em cũng tin chắc rằng là những anh chị em mình đang có mặt trong phòng Zoom, mình cũng đang trên hành trình để trở thành những người đào tạo tâm sáng đúng không ạ? Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy Thái đúng không ạ? Bởi vì thầy Thái cũng chính là một người anh, người cha, là một người thầy của mình. Và rất biết ơn thầy với những cái hành trình trong suốt những năm qua, luôn luôn đồng hành, luôn luôn hỗ trợ và cho em những cái giá trị tuyệt vời trên cái con đường hành trình sự nghiệp của mình. Và sáng ngày hôm nay khi nghe được cái bài hát về người thầy thì nó cũng làm cho Linh nhớ đến một người cô của mình. Mặc dù đó là bây giờ cô không còn nữa, nhưng mà chính cô là người đã đưa mình từ một cái vùng quê, một vùng kinh tế mới ở một vùng miền núi ở Đắk Lắk để bắt đầu ra một cái hành trình là đi lên trên tỉnh học và bắt đầu cái con đường cuộc sống và thay đổi cuộc sống của mình rất là nhiều. Và cũng xin mượn cái bài hát Người Thầy để cảm ơn đến tất cả những người thầy, người cô đã mà mình đã có được cái cơ duyên gặp những người thầy, người cô trong cuộc đời của mình, để cho ngày hôm nay có một Duy Linh có thể ngồi ở đây và chia sẻ trong buổi sáng ngày hôm nay cùng với tất cả các anh chị. Và một lần nữa xin cảm ơn những người thầy, người cô của chúng ta đúng không ạ? Chúng ta có thể cùng nhau comment một cái điều gì đó trên cái dòng comment của chúng ta để cảm ơn, để biết ơn những người thầy, những người cô của tất cả chúng ta đúng không ạ? Chúng ta có thể comment những cái dòng comment được không ạ? Trước khi chúng ta đến với buổi sáng ngày hôm nay. Và Linh tin chắc rằng là với cái lòng biết ơn của chúng ta, với cái hành trình mà thầy Thái đang đi cùng với cộng đồng Startup của chúng, Education của chúng ta vào mỗi buổi sáng, thì chúng ta sẽ thiết lập lên được những thói quen của mình đúng không ạ? Và như thầy vừa chia sẻ thì khi mà chúng ta có lòng biết ơn thì chúng ta sẽ trở nên đủ đầy hơn. Và khi mà chúng ta có lòng biết ơn thì lãnh thổ của mình sẽ được mở rộng hơn, những mối quan hệ và những điều tốt đẹp sẽ đến với cuộc sống của chúng ta. Và trong cái hành trình của chúng ta thì các anh chị thấy rằng là có một cái con số 7 mà thầy hay nói với chúng ta trên cộng đồng của mình là 7 cái gì anh chị có nhớ không ạ? Mình có thể comment xuống ạ. Mình cần rèn luyện 7 gì ạ? Mình cần rèn luyện liền. Cảm ơn chị Từ Anh rất là nhiều. Mình cần rèn luyện 7 thói quen đúng không anh chị? 7 thói quen. Chúng ta cần rèn luyện 7 thói quen mỗi ngày. Và chắc chắn rằng là thói quen nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái thay đổi trong cuộc đời của mình, và những thói quen tích cực thì sẽ giúp cho chúng ta sẽ tuyệt vời hơn và đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống của mình. Nhưng mà cũng đã có rất nhiều lần, có bao nhiêu số trong số tất cả các anh chị cũng đã rất nhiều lần mình muốn thay đổi một thói quen nào đó, nhưng mà sau đó thì chúng ta có thể là bỏ cuộc nửa chừng, hoặc là có thể là chúng ta không đạt được mục tiêu của mình ạ. Có ai đã từng như vậy chưa ạ? Nếu có thì comment giúp Linh số 1 được không ạ? Comment giúp Linh số 1 được không ạ? Nhiều khi mình muốn thay đổi một cái thói quen gì đó, đặc biệt là cái thói quen mà thói quen tập thể dục đúng không ạ? Nhưng có một cái thói quen mà những anh chị em, cô bác đang ngồi ở trên cộng đồng này, chúng ta đã làm được từ một cái ý tưởng, từ một cái sứ mệnh của thầy Thái mà chúng ta đã có mặt ở đây hơn 800 ngày rồi đúng không ạ? Hơn 800 ngày rồi. Thói quen thức dậy sớm để chúng ta học tập và trau dồi những kiến thức cùng nhau. Và ngày hôm nay Linh sẽ chia sẻ với các anh chị trong hai buổi, buổi sáng ngày hôm nay và buổi sáng tuần sau, một cái chủ đề đó là thay thói quen đổi cuộc đời. Và Linh tin chắc rằng với những cái điều mà Linh chia sẻ với các anh chị, nó có thể không giúp các anh chị thay đổi cuộc đời của anh chị hay biến anh chị trở thành một người khác. Nhưng Linh tin chắc rằng với những cái điều này thì các anh chị sẽ thay đổi được một phần nào đó thói quen của mình để mình tiến tới cái hành trình và tiến tới cái mục tiêu mà mình mong muốn đạt được trong cuộc sống của mình. Và đặc biệt Linh cũng áp dụng cái điều này không phải với Linh mà với con gái của Linh, bé Misu, và cũng áp dụng với rất là nhiều trong những cái cuộc tư vấn của mình. Và Linh tin chắc rằng với những cái điều này, các anh chị có thể không những giúp anh chị mà còn giúp cho con cái của anh chị thay đổi những cái thói quen của con cái mình đúng không ạ? Thay đổi những cái thói quen của con cái mình để con cái mình nó có những cái thói quen tích cực, những thói quen thành công, để giúp cho con cái mình
trở nên tuyệt vời hơn, mà chúng ta không không phải là lăn tăn hay là la rầy con mình phải thay đổi cái này, phải bắt bước vào, phải đi học hay là phải tập trung vào học tập đồ vân vân. Thì đó là cái chủ đề ngày hôm nay Lê muốn chia sẻ với tất cả các anh chị. Thì trước khi mà chúng ta bước vào cái phần chia sẻ thì Lê cũng rất là mong muốn là các anh chị mình sẽ cùng với Linh mình sẽ trả lời một số câu hỏi, và xem thử rằng là nếu câu hỏi nào mà nó đúng với mình á thì các anh chị có thể cho một dấu tích hoặc là cười một cái được không ạ? Cười một cái được không ạ? Anh chị đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì mình comment số 3 được không ạ? Nếu đồng ý thì mình comment số 3 ạ. Thì đầu tiên, đã bao nhiêu lần trong cuộc đời của mình các anh chị đã từng quyết tâm cao độ để dậy sớm, sau đó thì chúng ta thành công với việc là tắt báo thức và đi ngủ tiếp ạ? Đã bao giờ, đã có khi nào anh chị đã rơi vào trường hợp này chưa ạ? Chúng ta quyết tâm cao độ để chúng ta dậy sớm nhưng sau đó rất thành công với việc tắt báo thức và đi ngủ tiếp, đúng không ạ? Và các anh chị biết là điều gì nó đã tạo ra điều này, đó chính là cái tiềm thức của mình, đúng không ạ? Nếu anh chị nào mà mình đã từng như vậy thì mình có thể là tiếp tục dấu tích xuống cuốn sổ của mình, hoặc là mình sẽ cười một cái với những anh chị em trên phòng Zoom. Nếu như chúng ta offline thì chúng ta sẽ high five là bạn giống tôi rồi, đúng không ạ? Bạn giống tôi rồi. Cái thứ hai đó là bảo bao giờ bạn từng tự hứa là phải tập thể dục để giảm cân, đúng không ạ? Hoặc là tập thể dục để gia tăng sức khỏe của mình, kết quả là chúng ta vẫn béo khỏe béo đẹp, đúng không ạ? Béo khỏe béo đẹp. Tiếp theo nữa là một câu hỏi nữa là bạn đã từng bắt buộc mình phải tự tin hơn. Cái tự tin là một cái giá trị trong cuộc sống của chúng ta mà ai cũng mong muốn, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta đã từng nói rằng là chúng ta phải tự tin hơn để chúng ta có cuộc sống thành công hơn, nhưng mà tới giờ thì chúng ta vẫn còn ngại ngần, đúng không ạ? Và ngại và nói là thôi để lần sau, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như có một cái lớp dạy cho chúng ta về cái khả năng và tự tin thuyết trình nhưng nó nói thôi để lần sau cũng được, đúng không ạ? Lần sau cũng được, hôm nay mình bận rồi, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Rồi, đã bao giờ chúng ta đã từng lập kế hoạch để thực hiện cho bằng được mục tiêu của mình, giờ thì kế hoạch đó đã nằm trong xó rồi, đúng không ạ? Anh chị nào đã từng như thế này rồi thì mình hãy cười cười một cái được không ạ? Và Stable Education của chúng ta sẽ có một cái chương trình kem vào tháng 1, đúng không ạ? Để chúng ta thiết lập lên cái bản kế hoạch cho năm 2023 của chúng ta. Và Linh tin chắc rằng nếu như chúng ta áp dụng trong buổi ngày hôm nay và tuần sau với cái chủ đề là thay thói quen đổi cuộc đời, thì chắc chắn rằng cái bản kế hoạch 2023 mà chúng ta thiết lập ở trong chương trình huấn luyện kem của SE Kem vào tháng 1 thì chúng ta sẽ thực hiện được và chúng ta sẽ đạt được mục tiêu của mình một cách rất là nhanh chóng. Chúng ta đã từng khát khao thay đổi sau một khóa học, chúng ta đi tham dự một cái khóa học, ví dụ khóa học bản đồ thành công của thầy Nguyễn Công Thái, chúng ta khát khao thay đổi sau khóa học và hội thảo đấy, nhưng mấy hôm sau thì đâu lại vào đó, đúng không ạ? 1 tuần sau, 2 tuần sau, hoặc là có thể là 1 tháng sau thôi, chúng ta lại vũ như cẩn, đúng không ạ? Vẫn như cũ, quay trở lại vẫn như cũ thôi ạ. Anh chị nào mà mình giống như vậy thì mình có thể cười với nhau được không ạ? Và anh chị thấy thì em cũng đã cười với các anh chị rồi, đã từng giống như vậy rồi, đúng không ạ? Đã bao giờ chúng ta đã từng thực sự muốn quản lý chi tiêu tài chính một cách hiệu quả nhưng mà tới bây giờ, tới giữa tháng, đúng không ạ, chúng ta vẫn cảm thấy thiếu tiền, hoặc là giống như những bạn nào là sinh viên, nhớ về cái thời sinh viên của em thì đến giữa tháng là phải đi vay tiền rồi, đúng không ạ? Đã bao giờ chúng ta đã từng trằn trọc muốn quản lý thời gian của chúng ta một cách hiệu quả để chúng ta đạt được nhiều cái công việc hơn, để chúng ta đạt được nhiều cái thành công hơn trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta bây giờ chúng ta vẫn cảm thấy là chúng ta thật là lãng phí thời gian của mình và mình chưa quản lý được cái thời gian của mình, đúng không ạ? Chúng ta cũng đã từng là thề bỏ một cái thói quen xấu nào đó nhưng sau một khoảng thời gian chúng ta lại thề tiếp, đúng không ạ? Lại thề tiếp. Chúng ta thề rằng tôi hứa, tôi xin thề, tôi xin hứa, tôi đảm bảo là tôi sẽ bỏ cái thói quen xấu này, nhưng mà sau một thời gian thì chúng ta lại thề tiếp. Vậy thì anh chị đã trong 8 cái câu hỏi này, đúng không ạ? Và chúng ta thường thấy một cái câu rằng là một lần nữa thôi, đúng không ạ? Một lần nữa thôi. Lần sau tôi sẽ làm, lần sau tôi sẽ tiếp tục, lần sau tôi sẽ thực hiện, lần sau tôi sẽ thay đổi, đúng không ạ? Lần sau tôi sẽ từ bỏ và một lần nữa thôi. Chúng ta xin với bản thân mình như vậy. Thì trong 8 câu hỏi này thì anh chị mình có mấy câu hỏi mình đã nở nụ cười, mình có thể comment xuống được không ạ? Trong 8 câu hỏi này thì có anh chị có mấy câu hỏi mà mình đã phải nở nụ cười của mình rồi ạ? Mấy câu hỏi mình nở nụ cười của mình rồi, mình có thể comment xuống được không ạ? Ồ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta rất là đồng lòng và đồng bộ đúng không ạ? Con số 8. Số 8, số 6, lọc phát. Ok, rất tuyệt vời ạ. Chúng ta giống nhau đúng không ạ? High five là chúng ta giống nhau. Hôm nay buổi sáng chúng ta đã được cười rất tươi đúng không ạ? Cười rất tươi, 8 nụ cười luôn.
À, nhưng mà tôi tin chắc rằng con số 8 nó cũng là một con số rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hứa hẹn cho chúng ta cuối năm 2022 và đầu năm 2023 sẽ có rất là nhiều thành công trong công việc của chúng ta. Rồi, và chúng ta cũng đã có những cái điều đó rồi. Và vậy nếu như chúng ta vẫn tiếp tục như vậy, vẫn tiếp tục như vậy, chúng ta vẫn 8 câu hỏi là 8 nụ cười, nhưng mà nếu như chúng ta vẫn tiếp tục như vậy thì sẽ ra sao? Nếu như cả cuộc đời của chúng ta nó vẫn mãi như vậy đúng không ạ? Sẽ ra sao? Nếu cuộc đời của chúng ta nó cứ mãi như vậy, một lần nữa thôi, đúng không ạ? Và sẽ ra sao? Nếu như bạn cứ tiếp tục quyết tâm thay đổi rồi vài hôm sau lại quay trở về như cũ, đúng không ạ? Và luôn luôn quyết tâm thay đổi, tham gia những khóa học, tham gia những cái gym sáng của chúng ta quyết tâm ngày hôm nay chúng ta thay đổi. Ngày hôm nay tôi sẽ làm điều này với chính bản thân của tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ làm điều này với những người thân yêu trong gia đình của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi sẽ làm điều này với sự nghiệp của chúng tôi. Nhưng sau đó vài hôm sau thì nó quay trở về như cũ, thì điều gì nó sẽ xảy ra với mình đúng không ạ? Và sẽ ra sao nếu như những người mà chúng ta biết, những người bạn của mình, những người sống xung quanh của mình, họ lần lượt thay đổi và họ đạt được từ mục tiêu của họ, còn chúng ta vẫn thế. Mỗi ngày chúng ta lên gym, lên những lớp học của mình nghe những anh chị em khác chia sẻ về những cái kết quả của họ, những mục tiêu của họ đã đạt được rồi, còn chúng ta thì vẫn như thế đúng không ạ? Vẫn như cũ, và chúng ta lại tiếp tục thề, chúng ta lại tiếp tục hứa, chúng ta lại tiếp tục nói rằng lần sau chúng ta sẽ cố gắng hơn, nỗ lực hơn để chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Nhưng mà rồi vài hôm sau lại như cũ đúng không ạ? Và Linh tin chắc rằng cái cảm giác này nó là một cái cảm giác mà không dễ chịu với chúng ta đúng không ạ? Các anh chị có thấy cái nếu như chúng ta vẫn như vậy thì đây là một cái cảm giác không hề dễ chịu với mình đúng không ạ? Nếu anh chị thấy như vậy thì mình comment là tôi được không ạ? Mình comment là tôi được không ạ? Thì Linh tin chắc rằng đây là một cái cảm giác mà không ai trong số chúng ta cảm thấy dễ chịu được đúng không ạ? Và 2 ngày này nó có thể nó sẽ không thay đổi cuộc đời của anh chị một cách liền nhanh chóng, và Linh cũng không hứa rằng là những cái điều này nó sẽ có thể thay đổi bất kỳ ai trong số tất cả các anh chị, bởi vì không có ai có thể thay đổi cuộc đời mình ngoại trừ chính bản thân mình đúng không anh chị? Không ai có thể thay đổi cuộc đời mình ngoài chính bản thân mình. Các anh chị có đồng ý điều này với Linh không ạ? Nếu chúng ta không tự thay đổi những thói quen của mình, chúng ta phải không thay đổi bản thân của mình, thì không có ai có thể giúp mình thay đổi được bản thân của mình đúng không ạ? Chỉ có thể là chính bản thân của mình thôi. Thầy Anthony Robbins đã nói rằng là bạn thì do chính bạn tạo nên đúng không ạ? Cho nên là chỉ có chúng ta thôi, chỉ có chúng ta mới dừng lại cái câu hỏi mà ôi lại thế nữa rồi một lần nữa đúng không ạ? Một lần nữa tôi lại một lần nữa. Và đó là một cái cảm giác không hề dễ chịu tí nào. Và khi mà chúng ta muốn thay đổi những cái thói quen của chúng ta để chúng ta có một cái cuộc sống tốt hơn, thì tin chắc rằng các anh chị cũng đã biết về cái công thức là suy nghĩ sẽ tạo ra hành động đúng không ạ? Hành động thì giúp chúng ta tạo ra những cái thói quen trong cuộc sống của chúng ta, và những cái thói quen của chúng ta nó cứ lặp đi lặp lại thì nó hình thành nên tính cách của mình, và tính cách thì nó tạo nên số phận đúng không ạ? Tính cách nó tạo nên số phận. Bao nhiêu trong số tất cả các anh chị mình tin vào số phận của mình ạ? Mình tin vào số phận thì mình comment số 1 ạ. Và ai mà mình không tin vào số phận thì mình comment số 0 ạ. Các anh chị nào mình tin vào số phận ạ? Mình comment số 1. Ai không tin vào số phận thì mình comment số 0 đúng không ạ? Với bản thân Linh thì Linh tin vào số phận, nhưng Linh cũng tin rằng là chúng ta có thể thay đổi được số phận của mình đúng không ạ? Và để thay đổi số phận của mình thì chúng ta sẽ thay đổi đi những cái thói quen của mình đúng không ạ? Mình thay đổi suy nghĩ tích cực của mình đúng không ạ? Suy nghĩ tích cực, hành động nhá, hành động chính trực, và chúng ta sẽ thay đổi được cái thói quen của mình, và từ đó tính cách của mình sẽ dần dần thay đổi và số phận cuộc đời của mình thay đổi. Ví dụ với bản thân của Linh trong cuộc đời của mình cũng vậy. 32 năm là mình sống theo bản năng, 32 năm mình sống theo sự sắp đặt của cuộc đời của mình, hay thì nghe theo những lời khuyên của những người xung quanh bên cạnh của mình mà mình không biết mình là ai, mình không biết mình là ai. Nhưng mà khi mà bắt đầu thay đổi cái suy nghĩ của mình phải đi trao đi nhiều giá trị hơn, mình phải tìm về chính những cái điểm mạnh của mình, sở trường của mình để mình giúp đỡ cuộc sống và mình trở thành một người có giá trị, và bắt đầu hành trình đi thay đổi bản thân của mình. Hành trình hơn 2 năm đi từ Đắk Lắk xuống Sài Gòn, cứ mỗi tuần đi 2 lần như vậy để tham gia những cái lớp học phát triển bản thân, để tham gia những cái khóa học để giúp mình thay đổi cuộc đời của mình, thay đổi thói quen của mình. Và khi đó những cái hành động của Linh bắt đầu trau dồi những cái kiến thức của mình để thay đổi bản thân mình.
và nó tạo nên lên một cái thói quen là học tập phát triển bản thân mỗi ngày, luôn luôn học tập phát triển bản thân mỗi ngày và trao đi những giá trị giúp đỡ mọi người hiểu về sinh trắc vân tay, hiểu về tư vấn tính cách của con người để giúp họ biết cách nuôi dạy con và phát triển bản thân của mình một cách tốt hơn. Và từ đó nó cũng hình thành nên tính cách của một Duy Linh khác hẳn đi, đúng không ạ? Tính cách một Duy Linh không còn câu có, không còn câu có, không còn khó chịu, không còn hay cãi bố mẹ, không còn hay có xích mích với những người anh em của mình nữa. Và từ đó số phận của Linh nó cũng được thay đổi, Linh lại được gặp những anh chị em tích cực hơn, gặp những anh chị em tuyệt vời hơn và được nghe họ chia sẻ những bài học, những kinh nghiệm của họ và đặc biệt gặp được những người thầy của mình, đúng không ạ? Và ngày hôm nay được có mặt ở trong cộng đồng Stop Education của chúng ta, được có mặt ở đây cùng với các anh chị học tập mỗi ngày, cùng với thầy Nguyễn Công Thái, cùng với thầy Ken Bay, cùng với những anh chị em chuyên gia của mình và lại có được học tập và được làm việc cùng với những người đồng đội vô cùng tuyệt vời của mình. Và mình trở nên cảm thấy cái cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc hơn, đúng không ạ? Thì đó là việc mà mình đã thay đổi những thói quen của mình. Và anh chị có tin rằng là khi mà chúng thói quen tốt hay xấu nó cũng đều là một thói quen, đúng không ạ? Tốt hay xấu nó cũng đều một thói quen. Nhưng nếu để chúng ta thay đổi cuộc đời của chúng ta để giúp cho số phận của chúng ta trở nên tuyệt vời hơn, hạnh phúc, thịnh vượng, bình an hơn thì chúng ta cần rèn luyện những cái thói quen tốt, đúng không ạ? Rèn luyện những thói quen tốt. Chúng ta không cần thay đổi nhiều, chúng ta có thể sống 80 tuổi đúng không ạ? Và chúng ta có khoảng 29.000 ngày để thay đổi. Và mỗi ngày nếu điều gì sẽ xảy ra, nếu như mỗi ngày chúng ta chỉ thay đổi 1% của mình thôi, thì cái điều gì nó sẽ xảy ra với cuộc đời của mình, đúng không ạ? Những thói quen tốt nó sẽ được hình thành. Con số 7 mà thầy Thái hay nói với cộng đồng Stop Education của chúng ta là 7 thói quen, đúng không ạ? Các chị có thể comment xuống 7 thói quen của mình được không ạ? 7 thói quen trong Stop Education của mình mà thầy Thái rất là mong muốn chúng ta thực hiện. Đó là 7 thói quen gì không ạ? 7 thói quen gì ạ? Đầu tiên là gì ạ? Đầu tiên là chúng ta sẽ gì ạ? Nâng tầm trí tuệ. Cảm ơn anh Thiên Thành rất là nhiều. Nâng tầm trí tuệ, đúng không ạ? Thứ hai là chúng ta sẽ gia tăng giá trị, đúng không ạ? Gia tăng giá trị cho bản thân của mình, gia tăng giá trị cho cộng đồng, cho những người xung quanh của mình, phụng sự xã hội. Dạ ok, rất tuyệt vời ạ. Rồi, tiếp theo là thứ tư ạ. Suy nghĩ tích cực, đúng không ạ? Suy nghĩ tích cực, rất tuyệt vời. Tiếp theo ạ, quản trị cảm xúc, đúng không ạ? Quản trị cảm xúc của mình. Cái thứ ba ạ. Cái tiếp theo ạ. Cái thứ sáu là gì ạ? Hành động gì ạ? Hành động chính trực, đúng không ạ? Hành động chính trực. Cái thứ bảy ạ. Cái cuối cùng của chúng ta ạ, chọn kết quả, đúng không ạ? Chọn kết quả cuối cùng, chọn kết quả của chúng ta sẽ hướng đến. Và nên tin chắc rằng là chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ thay đổi những thói quen của mình, mỗi ngày chúng ta thay đổi thói quen của mình một tí xíu thì để nó giúp cho cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Và các anh chị thấy rằng là có thể trên cái hành trình cuộc đời của mình cho tới thời điểm này, có rất là nhiều lần chúng ta mong muốn thay đổi một cái thói quen của mình để có một cái thói quen tốt, đúng không ạ? Chúng ta đã muốn điều đó nhưng mà có thể chúng ta đã thất bại rồi. Nhưng mà anh chị có thấy rằng là cũng có rất là nhiều cái thói quen tốt mà chúng ta gì ạ? Chúng ta đã thay đổi được không ạ? Có rất nhiều thói quen tốt mà chúng ta đã thay đổi được và đã tạo ra hàng ngàn thói quen tốt trong cuộc sống của mình. Ví dụ như là gì ạ? Anh chị có thể ví dụ một cái thói quen tốt nào của các anh chị mà các anh chị đã làm được trong cuộc sống của mình và cái thói quen đó nó đã giúp cho cuộc đời của anh chị rất là nhiều không ạ? Hoặc là đôi lúc có những cái thói quen mà mình không để ý nhưng mà mình cũng đã làm được. Ví dụ như mỗi sáng dậy thì mình đánh răng, đúng không anh chị? Không ai nói nhưng mà mình cũng có thói quen là đánh răng. Cũng liền, đúng rồi ạ. Dạ, dậy đúng giờ. Bữa nay chúng ta là có thói quen dậy đúng giờ, đúng không ạ? Cảm ơn chị Nhật rất là nhiều. Dậy sớm mỗi sáng của chúng ta. Rồi. Vậy cho nên có rất là nhiều cái thói quen mình muốn thay đổi nhưng mà có thể mình vẫn chưa làm được. Nhưng cũng có rất nhiều thói quen mà chúng ta đã làm được rồi. Vậy thì cái mô thức để chúng ta thay đổi một thói quen nó là như thế nào, đúng không ạ? Bởi vì nhiều khi chúng ta làm theo bản năng và chúng ta làm được nhưng chúng ta không biết là tại sao chúng ta làm được. Nhưng ngày hôm nay chúng ta biết tại sao, làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra những cái thói quen thì nó sẽ giúp cho các anh chị sẽ thay đổi được những cái thói quen và có thể rèn luyện những thói quen tốt mà mình mong muốn. Và từ đó các anh chị cũng có thể giúp đỡ cho con cái của các anh chị. Bởi vì khi mình hiểu nó như thế nào rồi thì mình rất là dễ để giúp đỡ cho con cái của mình, đúng không ạ? Và các anh chị có đồng ý với Linh rằng là chỉ có khi mà chúng ta hành động mới tạo ra kết quả, đúng không ạ? Chỉ có khi chúng ta hành động mới tạo ra kết quả thôi. Và dù cho một cái thói quen của mình nó có phức tạp tới đâu, nó có khó khăn tới đâu, kể cả một cái thói quen của các anh, các chú, các bác mà hay bị nhất đó là thói quen hút thuốc, đúng không ạ? Chúng ta vẫn có thể thay đổi những cái thói quen đó phức tạp đến đâu. Nếu như chúng ta biết rằng là gì ạ?
Thói quen thì nó sẽ hành động, nó sẽ tạo ra thói quen. Và thói quen thì là những cái điều mà chúng ta lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ tạo ra thói quen cho chúng ta, đúng không ạ? Lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ tạo ra thói quen của mình. Vậy thì để làm sao để chúng ta gì ạ? Làm sao để chúng ta tạo ra những cái thói quen của mình? Và để tạo ra một cái thói quen, đúng không ạ? Tại sao chúng ta lại có lý do để chúng ta thay đổi cuộc đời của mình, thay đổi những thói quen của mình? Và để thay đổi những thói quen thì lý do đầu tiên nó là gì? Thì em chia sẻ với anh chị một cái mẫu thông báo rất là thú vị và cũng rất là hài hước, đúng không ạ? Thông báo tìm trẻ lạc, bé động văn lực, tên thường gọi là động lực, tính khí thất thường, đã bỏ nhà ra đi vô số lần, khi đi mang theo cảm hứng của cả nhà. Ai đã bắt cóc bé vui lòng trả lại? Mẹ của bé, bạn thì thân, đúng không ạ? Đã bao nhiêu lần các anh chị thấy rằng là trong tâm trí của mình, trong cái thói quen hàng ngày của mình cũng đã từng đưa ra một cái thông báo tìm bé động văn lực của mình ạ, động văn lực của mình, đúng không ạ? Mình rất có động lực sau khi nghe thầy Thái chia sẻ, mình có rất có động lực ngày hôm nay mình sẽ bắt đầu rèn luyện thói quen đọc sách của mình, đúng không ạ? Ngày hôm nay mình sẽ cam kết đọc sách, nhưng mà rồi á là sau đó một thời gian thì cái động lực của mình nó lại giảm xuống, đúng không ạ? Và nó lại bỏ đi đâu mất rồi mà mình tìm hoài mình không thấy. Và cho đến một ngày mình lại gặp một cái lớp học nào đó, một ngày mình lại gặp thầy chia sẻ một chương trình nào đó, mình lại có một cái động lực lên lại, mình đã tìm lại được cái động lực của mình và bắt đầu mình lại đọc sách. Nhưng là sau đó lại một thời gian mình lại mất đi cái động lực đó nữa, bé động lực, lực à, động vân lực lại bỏ nhà ra đi, đúng không? Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi thói quen, làm thế nào để chúng ta không có những cái thông báo như thế nào này trong tâm trí của mình nữa, thì chúng ta phải làm như thế nào, đúng không ạ? Vậy tại sao chúng ta có rất là nhiều động lực để chúng ta thay đổi thói quen của mình, nhưng sau đó chúng ta lại đánh mất nó đi, và thói quen đó chúng ta không hình thành được những thói quen tốt của mình, và những thói quen xấu thì nó vẫn còn nằm ở đó. Vậy thì nguyên nhân là đến từ đâu? Vậy theo các anh chị thì tại sao chúng ta rất là nhiều lần chúng ta thay đổi thói quen của mình, mong muốn thay đổi thói quen của mình, nhưng sau đó chúng ta lại không làm được ạ? Theo các anh chị tại sao ạ? Các anh chị có thể comment giúp em không ạ? Theo các anh chị thì tại sao có rất nhiều lần mình mong muốn thay đổi thói quen của mình rồi, nhưng mà sau đó thì mình lại không làm được ạ? Mình không làm được ạ? Mặc dù có rất nhiều lần chúng ta gì ạ, chúng ta có động lực rất lớn, chúng ta có động lực rất lớn để chúng ta thay đổi, nhưng sau đó là chúng ta cũng vẫn quay lại, mục tiêu chưa đủ lớn. Đúng rồi, cảm ơn chị Nguyễn ạ. Mình không được vào môi trường tam bảo, cảm ơn chị Trang ạ. Không được vào môi trường tam bảo, đúng không ạ? Mình không làm nó vẫn không bị làm sao. Dạ đúng rồi. Nếu mà không làm được cũng không sao, nếu không đọc sách cũng đâu sao đâu, 32 năm có đọc sách đâu mà bây giờ đọc sách để làm gì, đúng không ạ? Hồi xưa em cũng nghĩ như vậy á. Rồi, đọc sách cho mọi người nghe nữa. SH anh Thành lại tranh thủ là BA, chương trình rất tuyệt vời của chúng ta đó là chương trình đọc sách SE Book Tinh Hoa, đúng không ạ? Rồi ok, anh chị em nào mình vào những buổi trưa, đúng không ạ, mình nghe anh chị đọc sách SE Sách Tinh Hoa. Các anh chị đã đọc xong cuốn sách Bản Đồ Thành Công của thầy rồi. Rồi, vậy em chia sẻ với anh chị cái lý do tại sao, đúng không ạ? Tại sao có điều này? Các anh chị trước khi bước vào cái điều chia sẻ các anh chị cái bí mật này thì em muốn kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện, đúng không ạ? Nghe một cái câu chuyện. Ngày xưa em có quen một người bạn, đúng không ạ? Có quen một người bạn, nhưng mà cái người bạn này khiến cho em rất là khó chịu, khiến cho em rất là khó chịu. Người bạn này em rất muốn cái người bạn này họ thay đổi, rất muốn những người bạn này thay đổi, nhưng cái vấn đề là mình có nói nhẹ cũng không thay đổi, nói nặng cũng không thay đổi, dùng các rất là nhiều biện pháp nhưng vẫn không thay đổi, đúng không ạ? Và cái người bạn này của em á, có họ là họ bạn tên thân, và cái người bạn này chính là bản thân em, đúng không ạ? Chính là bản thân em. Có bao giờ các anh chị quen một người này không ạ? Có quen người này, anh chị có thấy người này quen quen không ạ? Một người mà mình rất là muốn họ thay đổi, đúng không ạ? Mình dùng các biện pháp nặng cũng không nghe, nhẹ cũng không nghe, đúng không ạ? Và dùng mọi biện pháp thì vẫn không thay đổi, đúng không ạ? Vài ngày rồi lại quay trở về như cũ, đó chính là gì ạ? Chính là bản thân mình, đúng không ạ? Và khi Linh biết được cái điều này, và Linh biết về bản thân của mình, và Linh biết rằng là cái việc mình thay đổi thói quen nó sẽ giúp chúng ta trở nên thành công hơn, và Linh biết rằng
để mà phát triển từ một con người là zero để trở thành một người anh hùng, từ một người như Linh hồi 32 tuổi để trở thành một người như Linh giống như ngày hôm nay, thì nó không có một cái cách nào khác, đó chính là gì ạ? Linh phải trải nghiệm cuộc sống của mình, Linh phải thay đổi bản thân của mình, thay đổi những cái thói quen, những cái hành động của mình để giúp cho mình tự tin hơn, để mình học được những cái bài học của mình, thì không có cách nào khác, đó là loại bỏ đi những thói quen xấu và thay thế bằng nó bằng những cái thói quen tích cực hơn. Và Linh rất là mong muốn rằng là trong cuộc sống của mình sẽ trở nên từ một người như Linh trở rất là tự ti trong cuộc sống, không có khả năng giao tiếp với mọi người, không có đi ra ngoài thì không dám đi, đúng không ạ? Đến đám cưới, đám hỏi, đám giỗ gì cũng né tránh tất cả, đúng không ạ? Gặp một người quen thì lại không dám chào, lại quay lưng né né đi, bởi vì gặp họ thì không biết nói cái gì cả, cho nên là luôn luôn né đi và bị mọi người nói rằng là mình là một người không thân thiện, mình là một người quá chảnh. Ở quê em bị mọi người gọi là con bà Hưng, mẹ em tên, ba em tên Hưng, con bà Hưng, thằng Linh con bà Hưng, nó chảnh lắm, đúng không ạ? Nó chảnh lắm, nhưng mà thực ra đó là chính là sự tự ti của mình, bởi vì mình không biết nói cái gì với họ. Nhưng mà Linh rất là mong muốn mình trở thành một người tự tin hơn, một người có thể đứng trên sân khấu để chia sẻ với mọi người về những cái kiến thức về nuôi dạy con, những kiến thức về phát triển bản thân, để giúp mọi người cũng thay đổi cuộc đời giống như mình, từ một người tự ti trở thành một người tự tin. Thì theo các anh chị, để Linh đã làm một cái điều gì để Linh từ một người tự ti trở thành một người tự tin ạ? Làm thế nào để mình từ một người tự ti trở thành một người tự tin? Làm thế nào để chúng ta thay đổi những cái thói quen xấu của mình trở thành những thói quen tốt ạ? Thì chúng ta cần phải làm gì ạ? Cần phải làm gì ạ? Thêm chữ N, đúng không ạ? Từ chữ tự ti nó đi qua chữ tự tin, nó chỉ khác nhau một điều, đó chính là chữ N. Thì không có cách nào khác là chúng ta làm đi làm lại N lần, đúng không ạ? Chúng ta cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những cái thói quen mà chúng ta muốn hình thành, thì từ đó nó sẽ giúp chúng ta tạo ra những thói quen của mình. Nhưng đương nhiên để làm được điều này nó không hề dễ dàng, đúng không ạ? Và nó có những cái rào cản để nó làm cho chúng ta không thay đổi được thói quen của mình. Như hồi nãy Linh chia sẻ các anh chị, đúng không ạ? Chúng ta có động lực thay đổi rất là nhiều, nhưng mà sau đó là chúng ta lại trở về như cũ. Để bắt đầu thay đổi một thói quen nào đó, các anh chị có thấy là anh chị phải có động lực không ạ? Đúng không ạ? Nghe một cái chương trình nào đó, nghe một người nào đó chia sẻ, chúng ta có động lực, có lý do để chúng ta thay đổi cái thói quen của mình. Và nó lớn lớn lúc này là, đó chính là cái cảm xúc của chúng ta, đúng không ạ? Cái cảm xúc của chúng ta có một cái cảm xúc rằng mình phải thay đổi cuộc đời của mình phải thay đổi cuộc đời của mình để hạnh phúc hơn, thịnh vượng hơn, mình phải thay đổi để con cái của mình trở nên tốt hơn, mình phải thay đổi vì tương lai của con cái mình, vì tương lai của bố mẹ mình, đúng không ạ? Anh chị đã từng có một cái động lực như vậy trong việc thay đổi và hình thành ra một cái thói quen của mình chưa ạ? Nếu có thì mình comment xuống là có được không ạ? Nếu có thì mình comment xuống là có được không ạ? Mình rất là có động lực, đúng không ạ? Hừng hực khí thế. Đặc biệt Linh thấy những anh chị em mà mình từ Hà Nội mình vào Sài Gòn mình học, thì khi mà gặp nhau mà chào với nhau thì mình thấy ở trên khuôn mặt của anh vậy một cái động lực rất là lớn đến với những cái chương trình của mình, đúng không ạ? Và khi ra về cũng high five, yeah, chào tạm biệt nha, hẹn ngày gặp lại, rồi hẹn kết quả, hẹn thành công, hẹn là mục tiêu, đúng không ạ? Thì đó chính là cái cảm xúc của mình, đúng không ạ? Nhưng mà cảm xúc thì nó như thế nào ạ? Nó rất là thất thường, đúng không ạ? Có lúc sáng ngày hôm nay đang rất là vui, nhưng tí nữa dừng cái zoom này, bước xuống nhà bếp thì gặp chồng của mình, và chồng nói rằng làm cái gì mà sáng nay zoom gì mà dơ, cũng chưa chuẩn bị đồ ăn cho con, ví dụ như vậy, đúng không ạ? Thì bắt đầu là tụt cảm xúc mất, đúng không ạ? Tụt cảm xúc mất liền. Tức là cảm xúc là một cái điều gì đó nó rất là thất thường, đúng không ạ? Nó thay đổi liên tục, nó lên xuống như hành sinh, đúng không ạ? Nó đến rồi nó đi, đúng không ạ? Cái cảm xúc, cái động lực của mình nó đến rồi nó lại đi, buồn rồi nó cũng đi qua, đúng không ạ? Vui nó cũng đi qua, đúng không ạ? Quyết tâm rồi nó cũng đi qua. Và khi mình cao hứng thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ hành động, mình sẽ làm, đúng không ạ? Mình đang còn hứng khởi sau một khóa học đi về, mình lên gym mỗi buổi sáng, không bỏ buổi nào hết, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó nếu như vì một cái điều gì đó trong cuộc sống của chúng ta mất hứng đi thì chúng ta lại không làm. Vậy vậy ạ, động lực nó chính là gì ạ? Một cái hình thái về mặt cảm xúc của chúng ta, nó thất thường, nó đến rồi đi. Vậy cho nên nếu như chúng ta vẫn dùng cái động lực của mình ở trong một chương trình nào đó, chúng ta dùng động lực cái lý do chúng ta cần phải thay đổi nào đó để chúng ta thay đổi một cái điều gọi là thói quen, thì nó có ok không, đúng không ạ? Cái thói quen của mình là gì ạ? Thói quen của mình đó chính là những cái hành động lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, đúng không ạ? Anh chị đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì comment giúp em số 1 ạ. Nhưng mà thói quen của mình là những điều mà nó được lặp đi lặp lại lặp lại, lặp đi lặp lại sau một thời gian dài thì nó sẽ hình thành nên thói quen của mình, đúng không ạ? Hình thành nên thói quen của mình.
Vậy thói quen chính là một sự ổn định, còn cảm xúc, động lực nó chính là một cái sự thất thường. Vậy thì để chúng ta dùng một cái sự thất thường đến rồi đi, để chúng ta hình thành nên một cái thói quen ổn định, thì điều này nó có hợp lý không ạ? Hay là nghịch lý ạ? Nó nghịch lý đúng không ạ? Chúng ta dùng một cái điều thất thường để chúng ta hình thành một cái điều ổn định, một cái thói quen, một cái điều ổn định, thì cái điều này nó rất là nghịch lý đúng không ạ? Nó rất là nghịch lý. Đó chính là lý do mà tại sao chúng ta đã đưa ra rất là nhiều, chúng ta có rất là nhiều động lực, chúng ta có rất nhiều cảm xúc để chúng ta hình thành nên một thói quen hay thay đổi một thói quen xấu nào đó, nhưng rồi cuối cùng chúng ta vẫn không đạt được nó đúng không ạ? Chúng ta vẫn không đạt được nó. Thì các anh chị thấy những cái câu hỏi đầu tiên, 8 câu hỏi đầu tiên mà Linh chia sẻ với anh chị á, nó có những cái ngôn từ đúng không ạ? Giống như là quyết tâm cao độ nè, khát khao nè, thực sự muốn nè, trằn trọc nè, thể hiện bằng được nè, đúng không ạ? Đó là những cái từ nó về cảm xúc của mình, và nếu để thay đổi nó là thói quen thì nó chính là một cái điều rất là nghịch lý. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể thay đổi những điều này đúng không ạ? Vậy thì để mà chúng ta thay đổi những cái thói quen của mình, hình thành những thói quen của mình, thì chúng ta cũng cần động lực, nhưng chúng ta không được quá lạm dụng vào cái động lực của mình để thay đổi thói quen của mình. Nhưng mà cái động lực của mình, cái cảm xúc của mình nó có quan trọng không ạ? Nếu việc mà chúng ta hình thành nên thói quen, giống như là việc mà anh chị hãy tưởng tượng là cái việc hình thành nên thói quen của mình giống như cái việc mà thầy đã hay kể là chúng ta phóng một cái tên lửa đi lên vệ tinh đúng không ạ? Đi lên vệ tinh của mình, lên quỹ đạo của trái đất, thì cái việc mà chúng ta phóng tên lửa lên vệ tinh của trái đất đó đó chính là một cái chúng ta đã hình thành nên một cái thói quen của mình. Thì để làm được điều này thì chúng ta cần có hai cái điều đúng không ạ? Để thay đổi một thói quen trong cuộc sống, chúng ta có hai cái điều. Thứ nhất là khi chúng ta thay đổi thói quen, chúng ta sẽ đạt được cái điều gì? Đạt được cái điều gì? Nó chính là cái động lực kéo của anh chị đúng không ạ? Là động lực kéo của mình. Nếu như chúng ta thay đổi qua thói quen đọc sách, nó sẽ giúp cho các anh chị trở nên là gì ạ? Tuyệt vời hơn, có nhiều kiến thức hơn trong việc nuôi dạy con, để giúp cho các anh chị nuôi dạy con, giúp con trưởng thành và thành công hơn sau này. Đúng không ạ? Thành công hơn sau này. Nó chính là động lực kéo. Nhưng mà giống như hồi nãy Cúng Linh có chia sẻ, Cúng Linh có comment đó ạ. Nhưng mà nếu như chúng ta không đọc sách thì có sao không? Không, không sao cả. Bố mẹ ông bà mình cũng phải nuôi dạy con bình thường mà. Hồi giờ có đọc sách đâu, vẫn nuôi dạy con tốt, vẫn nuôi chúng ta trở lên, lớn lên và trưởng thành. Đúng không ạ? Lớn lên và trưởng thành. Vậy thì chúng ta còn một cái động lực nữa, đó chính là gì ạ? Đó chính là động lực đẩy. Đó chính là cái điều đầu tiên để chúng ta thay đổi thói quen của mình, đó chính là cảm xúc. Nhưng mà chúng ta như Linh vừa phân tích với anh chị, chúng ta không nên quá lạm dụng vào cảm xúc của mình. Ví dụ việc thay đổi thói quen là việc chúng ta phóng tên lửa lên vệ tinh của chúng ta. Thì cái điều đầu tiên để phóng được tên lửa lên vệ tinh thì nó chính là gì ạ? Nó chính là chúng ta phải cần có nhiên liệu động lực đúng không ạ? Nó cần có nhiên liệu động lực. Thì nhiên liệu và động lực để bắt đầu mình đốt cháy buồng cháy của chúng ta và phóng cái tên lửa lên ở trong những cái giai đoạn đầu tiên. Nó chính là gì ạ? Nó chính là cảm xúc của anh chị. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như cái vệ tinh này được phóng lên ở trên vệ cái tên lửa này được phóng lên vệ tinh rồi, nhưng mà nó vẫn mang theo một cái buồng nhiên liệu vẫn còn ạ? Điều gì sẽ xảy ra ạ? Theo anh chị, điều gì sẽ xảy ra nếu như khi cái vệ tinh này, cái tên lửa này được phóng lên vệ tinh đã rồi, nhưng mà cái buồng nhiên liệu này nó vẫn còn dư thừa, nó vẫn còn dư thừa, thì cái điều gì xảy ra? Điều gì sẽ xảy ra? Giai đoạn đầu để mình phóng được cái vệ tinh tên lửa lên vệ tinh thì chúng ta cần cái buồng nhiên liệu để đốt cháy đúng không ạ? Để phóng cái tên lửa lên vệ tinh. Nhưng mà điều gì sẽ xảy ra nếu tên lửa này khi phóng lên vệ tinh nhưng nó vẫn còn cái buồng nhiên liệu, nó vẫn mang theo cái buồng nhiên liệu còn dư của nó ạ? Thì nó phóng luôn qua khỏi cái vệ tinh mà nó mong muốn luôn không ạ? Thấm vượt vượt qua khỏi vệ tinh mà nó mong muốn luôn ạ? Vậy cho nên là khi mà chúng ta thay đổi một thói quen nhưng chúng ta quá lạm dụng vào động lực của mình thì nó sẽ khiến gì ạ? Nó sẽ khiến cho chúng ta không đạt được kết quả của mình, và đôi lúc quá hào hứng đúng không ạ, dẫn đến là khi mà chúng ta tụt đi cái năng lượng của mình, cái động lực của mình, thì dẫn đến là chúng ta sẽ bỏ cuộc đúng không ạ? Và đó là cái lý do mà tại sao khi mà chúng ta đi học những khóa học, chúng ta hay bị chốt sale. Chúng ta đi học những khóa học, chúng ta gì ạ, hay nghe những cái khóa học mà truyền về động lực đúng không ạ? Luôn luôn tạo động lực, luôn luôn tạo động lực, cho nên dẫn đến là khi chúng ta về nhà, chúng ta muốn thay đổi một thói quen nào đó, thì các anh chị gì ạ, về nhà thay đổi một thói quen nào đó thì chúng ta luôn luôn phải tạo động lực, phải gồng lên tạo động lực, phải tìm môi trường để tạo động lực, phải tìm rất nhiều thứ để tạo động lực cho mình mỗi ngày. Các anh chị có thấy điều đó không ạ? Và cái điều này đôi lúc nó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi.
làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi đúng không ạ? Để thay đổi một cái thói quen mà chúng ta luôn luôn phải cố gắng, luôn luôn phải gồng mình lên, luôn luôn phải cố gắng tạo động lực, tạo động lực, ngày nào cũng phải cố gắng tạo động lực đúng không ạ? Làm stress, cảm ơn chị Trang rất là nhiều, làm cho chúng ta cảm thấy bị stress đúng không ạ? Cảm thấy bị stress. Và các anh chị có gặp cái trường hợp, các anh chị có gặp trường hợp không phải với chính bản thân của chúng ta không? Các anh chị mong muốn con cái của mình thay đổi một thói quen nào đó đúng không ạ? Và bây giờ những bạn trẻ đang có một cái thói quen rất lớn, đó là chơi game đúng không ạ? Chơi game, có một thói quen chắc là chơi game, và rất là nhiều bố mẹ nói rằng là mình mong muốn giúp, mong muốn con mình nó không chơi game nữa. À, thầy ơi giúp, thầy có phương pháp nào, thầy có phương pháp nào giúp tôi cho con tôi nó không còn chơi game nữa không đúng không ạ? À, nhưng mà nó không có cái phương pháp nào để giúp con của mình không chơi game, ngoại trừ là chúng ta phải biết cách làm thế nào để thay đổi cái thói quen của con là thói quen chơi game trở thành một cái thói quen là học tập đúng không ạ? Trở thành một thói quen là học tập. Nhưng mà thường bố mẹ hay nói với con mình là những đứa trẻ đang chơi game như thế nào ạ? Chúng ta nói rằng con đừng có chơi game nữa, vô học tập đi đúng không ạ? Vô học đi, vô bàn ngồi học đi đúng không ạ? Chúng ta thường bắt con cái của mình thay đổi một cái thói quen không được tốt và thói quen xấu đúng không ạ? Thói quen xấu đi cho nó dễ đúng không ạ? Thay đổi một cái thói quen xấu của con mình để trở thành một cái thói quen tốt để giúp con tốt hơn. Nhưng chúng ta trong cái giai đoạn mà chúng ta bắt nó thay đổi cái thói quen này, chúng ta bắt nó thay đổi một cách quá đột ngột, dẫn đến là con mình nó không có thích nghi được đúng không ạ? Con mình nó không có thích nghi được, hay là chúng ta cho con một cái lý do rằng là à, con phải thay đổi cái thói quen này đi để con trở thành một người như thế này, nhưng chúng ta lại bắt con thay đổi một cách quá đột ngột, dẫn đến là con cái của mình là gì ạ? Nó không thích ứng được, nó không thích ứng được một cách nhanh chóng. Bây giờ em giả sử là bây giờ con mình nó đang chơi game đúng không ạ? À, cái động lực học bài của con rất là thấp, cái động lực học bài của con rất là thấp. À, nó là ví dụ con đang có một cái động lực rất thấp để thay đổi một cái thói quen học bài của mình, thay đổi thói quen chơi game chuyển qua thói quen học bài để chúng con mình nó thành công hơn, thì lúc này động lực của con là ở số 1, nó rất là thấp. Và anh chị đưa ra cho con một cái lý do, một cái động lực kéo. Hồi nãy Linh có chia sẻ với anh chị, để thay đổi thói quen nó có cái động lực kéo đúng không ạ? Mình có một cái động lực kéo cho con là à, nếu như con không chơi game nữa mà con gì ạ, mà con học bài học tập thì mẹ sẽ mua cho con cái smartphone đúng không ạ? Một smartphone, trời ơi đứa con này nó thấy khoái quá, mẹ mua cho cái smartphone, cho nên nó có cái động lực đúng không ạ? Động lực nó sẽ gia tăng lên và nó sẽ bắt đầu nó thay đổi thói quen của mình, bắt đầu nó thay đổi thói quen, nó không chơi game nữa, nó chuyển qua học tập. Nhưng sau đó được một thời gian, sau đó được một thời gian mẹ mua cho smartphone xong, sau đó một thời gian nó lại bắt đầu nó tụt đi cái động lực học tập và nó lại tiếp tục nó quay trở lại nó chơi game đúng không ạ? Nó tiếp tục nó quay trở lại chơi game. Bao nhiêu anh chị mình đã thấy những cái điều này khi mà mình nói con mình thay đổi một cái thói quen xấu của nó để trở thành một cái thói quen tốt của nó rồi, thì mình hãy comment số 1 ạ. Đúng không ạ? Mình bắt thay đổi, mình đưa ra một cái lý do kéo, động lực kéo, nó thấy động lực kéo sướng quá, vui quá cho nên bắt đầu nó thay đổi. Nhưng sau đó một thời gian bắt đầu nó lại tụt cái động lực đó xuống và nó lại quay trở về à, người quen đường cũ đúng không ạ? Người quen đường cũ. À, vũ như cẩn là vẫn như cũ đúng không ạ? Vẫn như cũ, nó vẫn quay trở về như cũ. Và sau đó thì khi như vậy thì người mẹ này thấy rằng là mình phải cần gia tăng thêm động lực cho con, mình phải tạo thêm động lực cho con để hồi bữa trước nó thay đổi rồi mà, nó không chơi game, nó học bài rồi, cho nên bây giờ mình nó quay trở lại thì bắt đầu mình gia tăng động lực cho nó, thì bắt đầu lại kéo cái động lực lên, đưa ra một cái lý do kéo là ví dụ như là gì ạ? Thưởng cho con một cái chầu kem. À, nếu con học mình thưởng cho con một cái chầu kem đúng không ạ? Lại tiếp tục gia tăng động lực cho con. À, thì ăn kem hoài nó cũng ngán đúng không ạ? Rồi bắt đầu là động lực nó lại đi xuống đúng không ạ? Nó lại đi xuống và nó giống như cái đồ thị hình sin này, nó đi xuống này. Vậy thì để nó bắt đầu từ một cái thói quen xấu chuyển qua một cái thói quen tốt, nhưng chúng ta chỉ dùng cái động lực thôi để giúp cho con thay đổi điều đó. Và cái động lực này và cái sự thay đổi này, nếu như cái cấp độ khó của nó quá cao đúng không ạ? Giống như cái hình ở bên phía trái của anh chị đây, động lực khó nó quá cao thì nó dẫn đến là khi con tụt động lực xuống dưới này thì nó sẽ không thay đổi thói quen, và tới lúc này mình la mình mắng nó, mình đánh nó hay như thế nào nó vẫn không thay đổi thói quen nó của nó đúng không ạ? Các anh chị có thấy điều đó không ạ? Mình muốn thay đổi con mình một cái thói quen nào đó nhưng chúng ta bắt nó thay đổi quá đột ngột, hay là chúng ta tạo cho nó những cái động lực nó không phù hợp, nó dẫn đến là con thay đổi một tí xíu một thời gian ngắn nào đó, sau đó quay về như cũ. Và mình gặp một người thầy nào đó, ví dụ có rất nhiều phụ huynh gặp em nói là thay đổi, thầy nói vậy nhưng mà em nói nó rồi hoài, nó được vài ngày à, sau đó nó lại quay trở về như cũ. Các anh chị thấy câu này có quen không ạ? À? Có quen không hả? Nếu quen mình comment quen ạ. À. Đúng ạ. À. Mình nói rằng là nó không có thay đổi được đâu, thầy nó lì lắm, nó không có thay đổi được đâu, nó chỉ được vài ngày rồi nó lại quay về như cũ rồi thầy ơi. Đúng ạ. À. Vậy thì nó
chúng ta hãy coi lại là cái điều mà chúng ta mong muốn con mình nó thay đổi như vậy nó có khó không, cái hành vi, cái thói quen mới á nó có khó không, cái cường độ khó của nó có cao không, nó có cần động lực rất là nhiều để nó thay đổi được cái thói quen đó không. Nếu nó cần nhiều thì việc của chúng ta là cần giảm đi cái độ khó đó, giảm đi cái độ khó của thói quen đó, mỗi ngày 1% thôi. Mỗi ngày hãy giúp con thay đổi 1%, 1% thôi. Ví dụ như bé Misu nhà Linh, khi mà Linh nói bé để thay đổi một luyện cho bé những cái thói quen của bé, ví dụ như là rất là muốn luyện con một thói quen là không đá dầm trên giường, đúng không ạ, rồi luyện cho con cái thói quen sáng dậy biết tự đi vệ sinh, thì việc đầu tiên em luyện cho bé Misu đó là khi nào con mắc tiểu là con nhớ tuột xuống giường nha, tuột xuống giường thôi nha anh chị nha, tuột xuống giường là nó sẽ những ngày đầu tiên nó sẽ đứng ngay bên cạnh giường để nó toilet nó tiểu, đúng không ạ. Nếu như ban đầu anh chị nói rằng là con không được đá giường nha, con đá con phải đi ra toilet nha, con đi ra cái bô của con đá nha, con nó làm được không ạ? Nó không có làm được, đúng không ạ? Hoặc là ngày đầu tiên mình la nó sợ quá nó làm, nhưng tới ngày thứ hai mình đâu có la nó đâu, nó chưa làm mà, thì nó không có làm, nó tục cái động lực, nó không có làm, nó không sợ nữa, la hoài nó quen, cho nên là dẫn đến gì ạ, nó vẫn tiểu trên giường. Vậy thì mình không có thể kêu con làm một cái điều ngay lập tức như vậy được, thì đầu tiên Linh sẽ nói là không có tiểu trên giường, mà tiểu thì con phải tuột xuống giường nha, là nó sẽ tuột xuống giường và nó tiểu giường. Xong tiếp theo nữa Linh sẽ nói gì ạ, bữa sau con rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà bữa sau nếu con tiểu á thì con nói ba dắt con đi ra toilet nha, ba dắt con đi ra toilet nha. Vậy thì bữa sau nó quen với cái việc tiểu là từ trên giường nó tung xuống giường rồi, thì nó quen tiếp tới cái việc thứ hai là gì ạ, ba dắt con ra toilet, đúng không ạ? Cho nên để chúng ta thay đổi một thói quen thì chúng ta cần thay đổi cái cường độ nó, đừng có quá khó, đúng không ạ? Làm sao để chúng ta gì ạ, chúng ta chỉ cần một cái động lực vừa phải thôi, chúng ta sẽ đã thay đổi được cái thói quen đó rồi. Sau đó được rồi thì chúng ta lại tiếp tục một cái động lực vừa phải chúng ta thay đổi tiếp. Chứ chúng ta đừng đưa ra một cái thay đổi thói quen của chúng ta mà cái cường độ khó nó quá lớn. Ví dụ anh chị đang ngủ 8 giờ, kêu Linh ơi thức dậy 4 giờ đi học tập cùng với thầy Thái. Sáng dậy cùng học tập với thầy Thái rèn luyện lòng biết ơn. Trời ơi biết rất là tốt, biết rất là có ích cho mình. Nhưng mà đang ngủ 8 giờ mà kêu 4 giờ dậy, dậy được không anh chị? Không dạy được, đúng không anh chị? Làm sao mà dạy được? Dạy được 2 ngày, 3 ngày, tới ngày thứ 4, thứ 5 lại tiếp tục ngủ. Ngủ cũng là một thói quen tốt mà Linh. Ngủ cũng là một biện pháp chăm sóc sức khỏe mà Linh, đúng không ạ? Tiềm thức nó nói như vậy anh chị. Rồi tiếp tục ngủ thôi. Nhưng mà nếu như ban đầu nó là gì ạ? 7 giờ mình dậy, sau đó là 7 giờ kẹt 15, sau đó là được một tuần rồi tới là 6 rưỡi, sau đó là được một tuần nữa rồi thì mình 6 giờ 15, sau đó một tuần nữa mình 6 giờ, như vậy nó cứ dần dần nó thay đổi mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút như vậy, thì theo anh chị là mình làm được không ạ? Mình làm được không ạ? Bao nhiêu anh chị mà mình có mặt trong chung sáng này, trước đây mình cũng đã rơi vào tình trạng này rồi, mình thì comment tôi được ạ, mình comment tôi được không ạ? Phải từ từ một tí xíu vậy, cơ thể của mình nó mới thích nghi, đúng không ạ? Và lúc này mình không cần quá nhiều động lực, mình không cần quá nhiều động lực. Hôm nay thức dậy 6 giờ thì ngày mai thức dậy 6 giờ kém 15 nó rất là bình thường, nó không có cần nhiều động lực, đúng không ạ? Thì lúc này cái thói quen của mình nó mới được hình thành, thói quen của mình nó mới dễ dàng được hình thành. Rồi, bây giờ Linh ví dụ cho các anh chị một cái điều, đúng không ạ? Để chúng ta thay đổi được thói quen của mình thì có 3 cái từ mà chúng ta cần phải ghi nhớ, 3 cái điều mà nó sẽ cản trở các anh chị, đó là chữ C, chữ K và chữ Q, đúng không ạ? C, K, Q nó có cảm kích quá. Đầu tiên, thay đổi thói quen mà Linh vừa chia sẻ với anh chị là không nên lạm dụng vào cảm xúc, đúng không ạ? Không nên lạm dụng vào cái động lực. Cái khi mà chúng ta đang có động lực lớn, chúng ta nghĩ chúng ta thay đổi được một thói quen lớn nào đó, chúng ta làm cho nó hình thành, sau đó chúng ta bỏ cuộc, không quá lạm dụng vào cảm xúc, đúng không ạ? Không lá làm được và cảm xúc. Và cái điều thứ hai Linh muốn chia sẻ anh chị đó là gì ạ? Tại sao chúng ta không thay đổi được thói quen của mình? Bởi vì chúng ta thiếu cái yếu tố kích hoạt thay đổi thói quen đó. Bao nhiêu trong số tất cả anh chị mình thấy rằng uống nước có lợi cho sức khỏe ạ? Nếu anh chị nào mình thấy điều đó mình comment số 1 ạ. Bao nhiêu anh chị thấy rằng uống nước thì có lợi cho sức khỏe? Dạ rất nhiều số 1 đúng không ạ? Vậy cho phép em uống miếng nước nha. Đúng không ạ? Uống nước có lợi cho sức khỏe. Rồi, vậy thì nó có hai trường hợp, có hai trường hợp. Nếu như vừa rồi, đúng không ạ? Bao nhiêu số anh chị mình thấy chia sẻ thì nó sẽ khát nước, đúng không ạ? Chia sẻ nhiều mà nói nhanh nữa thì nó sẽ nhanh khát nước, đúng không ạ? Nói nhiều nói nhanh nữa nó sẽ nhanh khát nước. Nhưng nếu như bây giờ cái tình huống vừa rồi Linh không có cái cốc nước này ở trên cái bàn của mình thì Linh có uống nước không ạ? Hay là Linh vẫn tiếp tục Linh ngồi chia sẻ anh chị, mặc dù khát nhưng vẫn cố gắng ngồi chia sẻ cho hết cái buổi ngày hôm nay, đúng không ạ? Cho hết buổi ngày hôm nay. Vậy thì đầu tiên là nếu như chúng ta không có bình nước thì đương nhiên Linh phải không uống nước rồi,
Và nếu Linh có bình nước trong tay, có cái ly nước trong tay như vừa rồi các anh chị thấy, Linh sẽ uống ngay và luôn đúng không ạ? Uống ngay và luôn. Vậy nếu như chúng ta không có bình nước thì cái tỷ lệ mà chúng ta thực hiện việc đó như thế nào? Đúng không ạ? Lúc này Linh sẽ hỏi rằng là mình có nhớ uống nước không ta? Nhớ uống nước nha, nhớ uống nhiều nước nha. Mỗi ngày uống nhớ 2 lít nước, 3 lít nước nha. Thì cái việc nhớ và không nhớ này có phải nó làm giảm đi cái yếu tố lên hành động 50% không anh chị? Đúng không ạ? Một là nhớ, hai là không nhớ. Thì cái tỷ lệ này có phải là giảm đi 50% không? À, và khi Linh nhớ Linh uống nước rồi, nhớ Linh uống nước rồi, thì lúc này Linh hỏi là bây giờ uống có tiện không ta? Đang chia sẻ về cái tự nhiên xin phép anh chị 2 phút cho em đi uống nước, nó kỳ kỳ, nó dị dị, nó vô duyên sao á. Thì có phải là nó giảm đi chúng ta đi một nửa cái cơ hội để chúng ta có thể uống nước nữa là giảm đi 25% không anh chị? Còn 25% đúng không ạ? Và lúc này mình nói rằng là nhưng mà bây giờ xuống nhà dưới không biết có nước uống không nữa. Hồi qua mấy đứa văn phòng nó uống hết nước rồi, không biết nó đổi hay chưa nữa, không biết có nước uống không nữa, đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta lại bị mất đi một nửa cơ hội nữa, là chúng ta chỉ còn 12,5% cơ hội để chúng ta uống nước thôi, đúng không ạ? Còn 12,5% không? Là bắt đầu lại suy nghĩ chắc là có nước á, nhưng mà không biết có cốc ở dưới đó không? Bọn nó toàn uống chai không à, không biết có cái cốc ở dưới đó để uống nước không, mà sao ở xung quanh đây cũng không có cái cốc. Lại nó lại giảm đi vậy ạ, một nửa nữa đúng không ạ? Rồi xem nếu có những trường hợp mình hỏi nước có sạch hay không, không biết nước nó có sạch hay không nữa, thì nó có phải giảm đi một nửa của mình nữa không ạ? Và rất là nhiều lý do khác. Nó dẫn đến là cái việc chỉ đơn giản một việc thôi là uống nước nó sẽ có lợi cho sức khỏe. Và Linh đã đưa ra cam kết rằng là mình hãy có một cái thói quen uống nhiều nước trong mỗi ngày. Nhưng lúc này Linh không có bình nước, Linh không có cái ly nước nằm bên cạnh của mình khi mình chia sẻ. Anh chị không có cái chai nước của mình khi mà mình ngồi trong những cái phòng Zoom của mình, thì nó làm cho tỷ lệ uống nước của mình nó xuống còn có một chưa tới 1% nữa đúng không ạ? Chưa tới 1% nữa. Thì nó dẫn đến cái thói quen uống nước này của Linh nó có được hình thành không ạ? Cái thói quen uống nhiều nước của Linh nó có được hình thành không anh chị? Chắc chắn rằng nó không đúng không ạ? Những ngày đầu nó sẽ được, những ngày đầu được, trời ơi, mình hôm qua mình cam kết rồi, hôm qua mình hứa với thầy Thái, hứa với cộng đồng rồi là mình phải uống 2 lít nước mỗi ngày, mình đã lỡ tham gia với cái đội nhóm này phải uống nước 2 lít mỗi ngày, cho nên thôi làm biếng nhưng mà vẫn đi xuống uống nước, đúng không? Có ly không có ly xuống đó kiếm, không có ly thì uống cái tô cũng được, đúng không ạ? Còn mình xuống đó nếu không có nước thì mình đi bưng bình nước để mình bỏ vô cái chai nóng lạnh mình uống cũng được. Nhưng mà chỉ được vài ngày thôi, chỉ được vài ngày thôi, sau đó bắt đầu thôi không biết có tiện không, không biết có nước uống không, không biết có ly không, nó làm cho mình không có thực hiện được, đúng không ạ? Vậy thì để thay đổi một thói quen thì chúng ta cần có cái yếu tố để kích hoạt, để kích hoạt cái thói quen đó, để làm có cái yếu tố kích hoạt để làm sao cho chúng ta thấy rằng cái việc thay đổi thói quen đó chúng ta nó dễ dàng, đúng không ạ? Nó dễ dàng, nó không tốn quá nhiều động lực cho mình, đúng không ạ? Vậy để thay đổi một cái thói quen thì có phải là chúng ta phải có nhiều hành vi đủ nhiều không ạ? Để thay đổi một thói quen nào đó thì chúng ta cần có cái hành vi về thói quen đó lặp đi lặp lại đủ nhiều, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ tạo nên cái thói quen của mình. Và để cái hành vi này nó diễn ra đủ nhiều để tạo nên thói quen của mình thì chúng ta cần phải gia tăng cái tỷ lệ thực hiện của nó lên nhiều lần, đúng không ạ? Hay chúng ta còn gọi là hiệu suất đó. Ví dụ như là để chúng ta có một cái thói quen bán hàng và tạo ra được nhiều thì chúng ta phải gì ạ? Phải gặp gỡ khách hàng nhiều. Để gặp gỡ khách hàng nhiều thì chúng ta cần phải tăng cái tỷ lệ gặp gỡ khách hàng nhiều, thì chúng ta cần gia tăng khách hàng tiềm năng nhiều, ví dụ là bán hàng, đúng không ạ? Ví dụ như vậy. Thì để tăng cái tỷ lệ thực hiện nhiều thì chúng ta cần các yếu tố kết hợp, cần có chai nước, nếu thay đổi nước thì cần có chai nước bên cạnh. Nếu các anh chị mong muốn rằng là mình học tập tiếng Anh tốt hơn thì chúng ta cần có những cái yếu tố kích hoạt giống như là những cái từ ngữ tiếng Anh mình phải đọc vô mắt mình mỗi ngày. Ví dụ mỗi ngày mình ghi ra cái tờ note của mình là 5 cái từ tiếng Anh mình dán ở trên ngay chỗ làm việc của mình. Hoặc thậm chí có nhiều anh chị họ muốn thay đổi tiếng Anh thì họ để gì ạ? Họ để những cái từ tiếng Anh ở trên cái màn hình desktop của họ, và mỗi lần họ bật laptop lên họ nhìn thấy cái ngôn từ tiếng Anh đó để họ học. Thậm chí có nhiều anh chị họ còn dán cái từ tiếng Anh đó ở trong cái cửa toilet của họ, cho nên mỗi ngày mà đi toilet 2 lần là mình lại gì ạ? Học được 2 lần đó. Hoặc là dán lên cái gương của mình trong phòng vệ sinh của mình, đúng không ạ? Vậy thì để chúng ta thay đổi một thói quen nào đó thì chúng ta cần tìm ra những yếu tố kích hoạt để chúng ta thay đổi thói quen đó một cách dễ dàng, tức là làm sao để cho cái hành vi mà chúng ta thay đổi đó nó được diễn ra nhiều trong một ngày, đúng không ạ? Làm sao cái hành vi đó nó sẽ gì ạ? Cái tỷ lệ thực hiện của mình nó được gia tăng lên. Vậy thì chúng ta cần ví dụ như những cái vậy. Vậy thì khi các anh chị thay đổi một thói quen nào đó, các anh chị gì ạ? Hãy tìm kiếm ra những yếu tố kích hoạt để giúp anh chị dễ dàng thực hiện thói quen đó. Và nhớ hãy thay đổi từ từ, được không ạ? Và có một cái điều yếu tố thứ ba mà em muốn chia sẻ với anh chị để anh chị hình thành thói quen. Nếu chúng ta không
làm được điều này thì nó dẫn đến những cái sai lầm của chúng ta là không có thay đổi được thói quen của mình. Điều đầu tiên để chúng ta thay đổi thói quen là chúng ta không quá gì anh chị có thể comment giúp em được không ạ? Để em đảm bảo rằng là mặc dù mình nói hơi nhanh và thời gian gần hết rồi, nhưng mà anh chị vẫn có thể nắm được một tí xíu gì đó. Điều đầu tiên là gì ạ? Điều đầu tiên để thay đổi thói quen là không quá lạm dụng vào cảm xúc. Đúng không ạ? Không quá lạm dụng vào cảm xúc. Đừng thay đổi thói quen khi mà cái động lực nó quá lớn rồi đưa ra một cái thói quen quá khó. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Thói quen quá khó. Cho nên đầu đầu tiên là không lạm dụng vào cảm xúc. Điều thứ hai, cần tìm ra những yếu tố để kích hoạt cái thói quen đó để cho việc chúng ta thực hiện thói quen nó trở nên dễ dàng hơn. Đúng không ạ? Việc thói quen dễ dàng hơn. Ví dụ như là học từ tiếng Anh, ví dụ như đọc sách, thì cho nên để đâu cũng có quyển sách. Đúng không ạ? Đi vô nhà vệ sinh cũng có một quyển sách để sẵn đó. Đúng không ạ? Đầu giường cũng có một quyển sách để sẵn đó, trên bàn làm việc cũng có một quyển sách để sẵn đó. Đúng không ạ? Hoặc là ghi trên laptop của mình, trước khi là luyện tập đọc sách, trước khi mở laptop lên là đọc thấy dòng chữ, để nhớ đọc sách nha Linh. Đó là trước khi đọc lên, laptop đang khởi động thì bắt đầu lật cuốn sách ra đọc vài trang vài từ để cho mình làm được, đúng không ạ? Yếu tố thứ ba chính là bắt đầu đừng quá khó, đúng không ạ? Tại sao các thói quen không được hình thành? Bởi vì chúng ta bắt đầu thói quen nó quá khó, đúng không ạ? Nếu như anh chị rèn luyện một cái thói quen nào đó nhưng mà nó đau, anh chị làm một cái gì đó mà nó đau thì anh chị có làm nữa không ạ? Ví dụ như ban đầu luyện tập thể dục để cho có sức khỏe, cái sáng ngày đầu tiên ra chạy 5 cây số, trời ơi giờ sao bắt đầu nhức cơ nhức khớp, cho nên ngày mai bắt đầu dạy chạy nữa thì tiềm thức nó nói rằng Linh ơi hôm nay đau nhức lắm Linh ơi, thôi để qua 2 3 bữa nữa đi, hết đau nhức rồi chạy tiếp, đúng không ạ? Nhưng mà 2 3 bữa sau thì không biết khi nào tới, đúng không ạ? Không biết khi nào tới. Và khi mình làm như vậy cái mình đau nhức quá, bữa sau mình chạy mình nói thôi bữa nay đừng có chạy bộ nữa, ở nhà mình hít đất thôi, chứ chạy bộ đau lắm, chạy bộ đau người lắm, chịu không nổi, không nó làm việc được, đúng không ạ? Tối nằm ngủ lăn qua lăn lại nhức lắm, đúng không ạ? Vậy thì cái gì mà nó đau thì nó chúng ta không làm, đúng không ạ? Cho nên đừng bắt đầu là quá khó, đừng bắt đầu quá khó. Và não bộ của mình đó các anh chị, nó ưu tiên cho việc dễ trước. Các anh chị có thấy như vậy không ạ? Các anh chị có thấy là não bộ của mình cái việc gì dễ là làm trước không ạ? Cái việc gì dễ sẽ chọn làm trước. Trời ơi, ngủ cũng là một biện pháp chăm sóc sức khỏe mà Linh, cho nên thôi chọn ngủ sướng hơn là đi ra ngoài tập thể dục, đúng không ạ? Nếu mà thiếu ngủ nó cũng không tốt đâu. Cho nên thôi sáng dậy thì từ từ dậy, 7 giờ dậy cũng được, chứ dậy mà 4 giờ 50 cùng với thầy Thái thì nhiều khi nó buồn ngủ lắm, đúng không ạ? Đó, nó cũng không có tốt cho sức khỏe, cho nên là chọn việc dễ làm trước. Vậy cho nên là khi mà các anh chị, nha em nói giỡn vậy thôi nha chị nha, nghe anh chị không dậy là ngày mai thầy Thái chửi em chết luôn á. Nhưng mà gì ạ? Nhưng mà cái thói quen đó nó phải giúp cho mình đạt được cái kết quả của mình. Và bắt đầu một thói quen chúng ta đừng có quá khó, đừng quá khó, nếu không não bộ của mình. Rồi ok, vậy thì để bắt đầu một cái việc gì đó thì chúng ta đừng đừng có quá khó, đúng không ạ? Đừng có quá khó. Để bởi vì cái thói quen xấu của mình á nó được hình thành như thế nào? Đúng không ạ? Thói quen xấu của mình nó được hình thành như thế nào? Đầu tiên nó bị dụ dỗ, đúng không vậy? À, uống Pepsi mát lắm. Nếu mà khác thì uống Pepsi mát lắm, trời ơi ga nó sùi sùi bọt trong miệng nữa, sướng lắm, đã lắm, đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta sẽ bị dụ dỗ, và chúng ta bị dụ dỗ bởi vì chúng ta có cái động lực kéo á, nó sướng á anh chị, chúng ta bị dụ dỗ và sau đó chúng ta thực hiện nó. Và thực hiện nó thì dạ, thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần dẫn đến là chúng ta nghiện và chúng ta hình thành nên thói quen xấu. Những thói quen xấu là bởi vì chúng ta nghiện dạ, nghiện cái cảm giác đó, nghiện cái việc đó, cái kết quả mang lại, những cái động lực kém nó mang lại cho mình, cho nên mình nghiện nó, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta biết rằng động lực xấu nó như vậy, nó hình thành được hình thành như vậy và chúng ta mong muốn tạo ra những cái thói quen tốt, những cái thói quen lớn tốt thì việc đầu tiên chúng ta làm gì ạ? Phải thay đổi những thói quen nhỏ, đúng không ạ? Rèn luyện những thói quen nhỏ và từ những thói quen nhỏ này chúng ta rèn luyện dần 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 mỗi ngày thì nó sẽ hình thành nên thói quen tốt, những cái thói quen lớn của chúng ta. Và để chúng ta có những thói quen nhỏ thì chúng ta phải gì ạ? Tìm kiếm ra cái yếu tố kích hoạt đầu tiên, đó là cái điều động lực kéo của mình là gì, khi mình thay đổi thói quen nó giúp mình đạt được điều gì. Và chúng ta gì ạ? Chúng ta tận dụng cái động lực của mình nhưng không quá lạm dụng vào cảm xúc, đúng không ạ? Và chúng ta bắt đầu là gì ạ? Chúng ta lặp đi lặp lại cái thói quen của mình nhiều lần, nó sẽ tạo ra cái thói quen nhỏ của mình. Và khi thói quen nhỏ này nó được hình thành rồi thì anh chị gia tăng cái độ khó lên. Ví dụ ngày đầu tiên chúng ta học 2 từ khóa tiếng Anh thôi, nhưng mà sau là gì ạ? Sau 1 tuần chúng ta đã rèn luyện cái điều này nó rất là dễ rồi. Vậy thì là tuần sau chúng ta rèn luyện 5 từ khóa, đúng không ạ? 5 từ khóa. Chứ còn ban đầu mình nói rằng mỗi ngày tôi sẽ quyết tâm tôi học được thuộc 10 cái từ khóa tiếng Anh. Cái năm học ngày đầu tiên được, ngày thứ hai còn có 8 từ à, ngày thứ ba còn 5 từ, xong mình nói não bộ mình nó nói rằng không làm được đâu Linh ơi, mày thấy không? Mình nói 10 từ mày đâu làm được, mày làm được có 8 từ à, mày thấy bữa nay mày làm được có 5 từ không Linh? Không làm được đâu, cái này khó lắm, đúng không ạ?
Cho nên đầu tiên để rèn luyện một thói quen lớn thì chúng ta phải cần rèn luyện những cái thói quen nhỏ để hình thành nên thói quen lớn đó đã. Và gì ạ? Chúng ta hãy làm nó đi, đúng không ạ? Chúng ta cho nó những yếu tố động lực kéo, động lực đẩy để chúng ta làm nó. Sau đó chúng ta gia tăng độ khó lên từ từ thì nó giúp anh chị ra hình thành nên thói quen lớn của mình. Và cũng có một điều là nếu như bây giờ anh chị đang có một cái thói quen nào đó anh chị làm, nhưng anh chị cảm thấy rằng là ô cái động lực mình phải có rất nhiều động lực để mình hình thành thói quen đó, thì bây giờ anh chị hãy làm cái điều này, nó sẽ khiến cho não bộ của anh chị nó dễ dàng và nó hình thành nên thói quen. Đó chính là hãy đột ngột giảm độ khó đi. Ví dụ ban đầu mình nói con mình rằng là nó phải gì ạ? Không được chơi game nữa mà vô bàn học đi. Bữa nay mẹ cấm con chơi game đó, thì điều đầu tiên chúng ta là gì ạ? Con mình nó không làm đâu. Nhưng mà điều đầu tiên chúng ta giảm độ khó đi. À, con à, đang chơi game, con ơi đi uống nước đi con ơi. Hoặc là ví dụ con ơi mẹ làm cho con cái ly nước cam ở dưới bếp đó, cái ly nước cam mà con thích đó, à, xuống uống nước đi. Mình đừng có kêu nó không chơi game gì cả, mà mình hãy dùng cái yếu tố kích hoạt là cái ly nước cam, đúng không ạ? Cái ly nước cam, và con nó sẽ rời xuống uống nước. Và sau khi nó uống xong cái ly nước cam của nó thì mình nói rằng à con ơi, học bài tập ngày qua con chuẩn bị chưa? Ngày mai đi học thì con đã chuẩn bị được bài tập xong hết chưa? Thì lúc này đứa con mình nó rất là dễ tiếp nhận, đúng không ạ? Nó rất là dễ tiếp nhận thay đổi từ cái việc chơi game chuyển qua cái việc học bài. Còn nếu nó đang chơi game, anh chị đó, chuẩn bị bài chưa? Vô chuẩn bị bài vở coi, chuẩn bị bài vở cho ngày mai đi. Ví dụ như vậy thì nó không có làm được, nó không làm được, đúng không ạ? Vậy thì điều đầu tiên để hình thành nên thói quen thì chính là giảm độ khó đi, đúng không ạ? Thì khi chúng ta giảm cái độ khó đi thì ban đầu nó nghĩ rằng rất là khó, nhưng sau đó nó thấy chúng ta giảm độ khó đi thì nó dễ dàng cho việc thực hiện, đúng không ạ? Thì đó là cái cách. Vậy thì ngày sáng ngày hôm nay Linh đã chia sẻ với các anh chị ba cái sai lầm mà khiến chúng ta mãi không thay đổi, ba sai lầm mà nó khiến cho chúng ta không hình thành được thói quen của mình, đúng không ạ? Đó là yếu tố đầu tiên, đó là ba yếu tố đó chính là cảm kích quá, đúng không ạ? Anh chị có thể comment xuống giúp em được không ạ? À, ba sai lầm khiến chúng ta không thay đổi được thói quen của mình đó chính là cảm kích quá, đúng không? Cảm kích quá cho nên là không thay đổi được thói quen. Rồi cụ thể như thế nào? Đầu tiên là chúng ta hay đổ lỗi là thiếu động lực, đúng không ạ? Thiếu cảm hứng và không bắt tay vào thực hiện, đúng không ạ? Chúng ta nói cần phải có động lực, cần phải có đội nhóm, cần phải có môi trường tam bảo mới thay đổi được điều này, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta đã đưa ra quá lạm dụng vào cái yếu tố động lực của mình, đúng không ạ? Hãy thay đổi từng chút từng chứng một, đúng không ạ? Hãy thay đổi từng chút một chứng một. Và chúng ta biết rằng là dạ, cảm xúc là một cái yếu tố thay đổi thất thường, thói quen là một cái yếu tố ổn định. Nếu chúng ta cứ dùng cảm xúc động lực để giúp một ai đó thay đổi thói quen hay chính bản thân chúng ta thay đổi thói quen thì cái điều này nó rất là phi lý. Cho nên là chúng ta cần có cảm xúc để thay đổi, cần có động lực ban đầu là động lực đẩy để chúng ta thay đổi, nhưng không được lạm dụng nó, đúng không ạ? Cái yếu tố thứ hai đó là gì ạ? Hãy để ý tới những cái yếu tố kích hoạt để làm tăng cái tỷ lệ thực hiện thói quen của mình lên. Hãy khi muốn làm một thói quen nào đó thì hãy chọn kết quả cuối cùng. Nhưng từ kết quả cuối cùng hãy hỏi rằng là chúng ta cần có những cái yếu tố kích hoạt gì để giúp chúng ta thực hiện thói quen này một cách dễ dàng hơn. Giống như những ví dụ mà Linh chia sẻ với anh chị, đúng không ạ? Làm thế nào để cho một cách dễ dàng hơn. Và cái yếu tố thứ ba đó là gì ạ? Hãy đừng bắt đầu quá khó, đúng không ạ? Hãy hạ thấp cái tỷ lệ khó khăn lại, hãy hạ thấp cái độ khó xuống để chúng ta bắt đầu, đúng không ạ? Hãy hạ thấp cái độ khó để chúng ta bắt đầu một cách dễ dàng hơn. Hãy hạ thấp độ khó xuống để chúng ta làm, chúng ta rèn luyện, để chúng ta thực hiện nó thành thạo, đúng không ạ? Nó thành thạo rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu là gia tăng cái độ khó lên dần để hình thành nên thói quen của mình. Ví dụ những anh chị em đang học chương trình bán hàng Romsell đi, đúng không ạ? Đừng có bác nói hồi giờ mình chưa học bán hàng, đừng nói rằng là đưa ra là ngày hôm nay em học Romsell rồi em thấy hay quá, trời ơi thầy Thái ơi, em muốn giúp đỡ thầy Thái quá, em muốn bán bản đồ thành công quá, cho nên là trong cái 14 ngày này em phải làm được 5 sale, đúng không ạ? Đừng có bắt đầu quá khó khi chúng ta chưa làm điều đó, đúng không ạ? Và hãy giảm cái độ khó nó xuống. À, là trong tháng này em sẽ tiếp xúc với 50 người, đúng không ạ? Trong tháng này em phải tiếp xúc với 50 người để chia sẻ với họ về bản đồ thành công, đúng không ạ? Tiếp xúc với 50 người thôi, đừng có bán hàng, chưa bán hàng gì cả, tiếp xúc với 50 người thôi, nó giúp cho mình dễ dàng hơn. Và não bộ mình nó thấy dễ quá, ok, tiếp xúc 50 người chia sẻ cơ hội và bản đồ thành công thôi, chia sẻ thông tin thôi, có gì đâu. Thì bắt đầu mình mới khiến cho chúng ta hành động và bắt đầu chúng ta thay đổi thói quen. Mỗi ngày chúng ta gặp 5 người, mỗi ngày chúng ta chia sẻ 5 người. Nhưng trong quá trình anh chị chia sẻ, cái anh chị thấy ok, trời ơi quen rồi, cái việc chia sẻ bây giờ mà đi chia sẻ bản đồ thành công với người ta dễ lắm. Nói với người ta về những cái lợi ích, những cái điều mà tốt đẹp ở trong Stockbroker dễ lắm, đúng không ạ? Và bắt đầu chúng ta tiến tới bước thứ hai là khơi gợi nhu cầu, xây dựng lòng tin, đúng không ạ? Khơi gợi nhu cầu xong rồi chúng ta ơ trời, mình quen với cái việc đặt câu hỏi khơi gợi nhu cầu rồi ta ơi. Đó, cái xong bây giờ bắt đầu là gì ạ? Thuyết trình và chốt sale, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cần phải thay đổi, dạ, cần thay đổi từ từ, đúng không ạ? Và cần thay đổi nhỏ để giúp chúng ta thay đổi.
Vậy ba yếu tố chúng ta cần chú ý khi thay đổi thói quen của mình để làm thế nào để chúng ta sẽ hình thành nên được 7 thói quen thành công mà thầy Thái đã chia sẻ với chúng ta, đã dạy với chúng ta 7 thói quen trong Stoic Education để chúng ta trở thành một cái cộng đồng hạnh phúc, thịnh vượng và bình an, đúng không ạ? Thì chúng ta cần nhớ ba yếu tố này: cảm, kết, quả, đúng không ạ? Và trong cái buổi tiếp theo thì Linh sẽ chia sẻ với các anh chị, mình đã biết rồi, mình đã biết nguyên do rồi, tại sao chúng ta không thay đổi thói quen rồi, và muốn hình thành thói quen chúng ta cần phải làm như thế nào, đúng không ạ? Và muốn cho con mình thay đổi thói quen, mình cần làm gì với con mình, đúng không ạ? Từng bước nhỏ, từng bước nhỏ. Thì chúng ta sẽ buổi sau Linh sẽ chia sẻ với anh chị 5 bước để chinh phục thói quen của mình, đúng không ạ? Mình đã nắm được cái cốt lõi rồi, mình nắm được lý do rồi, vậy mình hình thành hành động như thế nào và làm cụ thể ra sao, thì nó Trinh sẽ chia sẻ với anh chị 5 bước để chinh phục thói quen của mình trong buổi sau, đúng không ạ? Và xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều, và xin lỗi chị Tự Anh trễ mất 15 phút rồi. Rồi xin cảm ơn các anh chị, và nếu như anh chị cô bác nào trong phòng Zoom của mình sáng nay đã nhận được một cái điều gì đó rất là hay hay từ cái phần chia sẻ của em lên, thì có thể comment số 9 được không ạ? Có thể comment số 9. Và em cũng rất là mong muốn rằng anh chị sẽ mang những cái điều này, anh chị áp dụng với anh chị rồi, nhưng anh chị hãy áp dụng với con cái của anh chị ạ, áp dụng với những học sinh của các anh chị ạ. Và những cái điều này nên chắc chắn và cam kết với anh chị rằng nó cực kỳ hiệu quả, cực kỳ hiệu quả trong việc thay đổi một thói quen. Hãy từ từ, từng bước một, từng bước một, đúng không ạ? Từng bước một, từng bước một, thì chúng ta sẽ giúp các bạn thay đổi được thói quen, giúp con mình có những cái thói quen tốt. Giống như bé Misu của em chưa tới 4 tuổi đâu, gần tới 4 tuổi rồi, nhưng bữa nay đã tự lập hết được mọi thứ, sáng dậy là tự vệ sinh cá nhân, tự sắp xếp đồ đạc quần áo để đi, mẹ chở đi học thôi. Tức là những cái thói quen nó phải được hình thành trên một cái hành trình và từng bước một, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả các anh chị rất là nhiều ạ, và xin trả lại cho chị Tệ Anh ạ, và Vâng. cũng gửi lời chúc đến những người thầy người cô, và rất là biết ơn những người thầy người cô ở trên suốt cái hành trình của mình và những người thầy cô đang có mặt ở trong phòng Zoom của chúng ta. Chúc các anh chị và thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam hạnh phúc, thịnh vượng và bình an, được không ạ? Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, cảm ơn Nguyễn Duy Linh, và không phải 15 phút đâu em, 16 phút của chị rồi. Vâng ạ. Và nhưng mà chúng ta rất là hoan hỉ vì buổi chia sẻ ngày hôm nay của trainer Nguyễn Duy Linh rất là năng lượng và rất là cụ thể, đúng không ạ? Ngày hôm nay chúng ta cũng nhớ là chúng ta có một người bạn, đúng không ạ? Tên là gì ạ? Bản thân, họ bản tên thân, và nhớ được cái ba cái sai lầm mà chúng ta sẽ mắc phải: quá cảm kích, đúng không ạ? Cảm kích quá. Và tuy thời gian là nó tuy thời gian cũng bị lỗi rồi, thì em cũng vẫn xin phép cộng đồng của chúng ta 2 phút ạ, để dành cho một thành viên chia sẻ và để chúng ta nhớ nhớ những cái sai lầm của chúng ta, đúng không ạ? Vâng, xin mời chị Thúy, mời chị có 2 phút đi ạ. Vâng. Dạ. Em xin kính chào thầy Thái, em xin kính chào quý thầy cô trong phòng Zoom ạ. Thực sự là hôm nay thì em cũng cảm thấy là mình ngộ ra được rất là nhiều bài học hôm nay ạ. Cảm kích quá, có nghĩa là thực sự thầy Duy Linh lại cho em được tái sinh trở lại, bởi vì em cảm thấy mình có mình ở trong đó, và thực sự hôm nay thì em rất là biết ơn. Và 2 phút của em thì em chỉ biết nói rằng là thực sự em rất là biết ơn, em biết ơn thầy thầy Thái đã cho em tái sinh trở lại, và em biết ơn cộng đồng mình, bởi vì có những giai đoạn em đã dừng lại và để em học tiếng Anh, và có những giai đoạn thì tư duy trong em, nghĩa là mình có một chút gì đó về về những cái thói quen mà mình vẫn cần có những cái tư duy của thầy. Nhưng thời gian vừa rồi thì em đầu tư cho tiếng Anh rất là nhiều, và em đầu tư cho ước mơ của mình, và em cũng gần như là không vào cộng đồng của mình sinh hoạt đều. Và sáng hôm qua và sáng hôm kia em nghe thầy Thái nói thì em thức tỉnh rất là nhiều, và em nghe thầy và các bạn còn chia sẻ là cộng đồng mình có một số bạn thì bây giờ cũng không không vào Zoom nhiều nữa, nhưng mà thầy nói là thầy tin rằng các bạn đó đang rất là tốt ở những môi trường bên ngoài. Và thực sự em nhìn thấy chị Khương Thị Tự hay là nhìn thấy anh Thành trong Zoom chưa đọc sách, và thực sự em nhìn thấy thầy Duy Linh ngày hôm nay em cảm thấy rất xúc động. Em chỉ biết nói là em rất là biết ơn thầy Thái. Hè năm ngoái thầy đã cho em được tái sinh trở lại, và ngày hôm nay là ngày 20 tháng 11 sắp tới,
Em chỉ biết nói là em rất là biết ơn thầy, em biết ơn cộng đồng mình ạ. Em xin cảm ơn cộng đồng mình đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn chị Thúy ạ. Vâng, cũng như chị Thúy thì ngày hôm nay thì toàn thể cộng đồng chúng ta cũng được cười rất là tươi đúng không ạ? Cười rất là nhiều từ đầu giờ Zoom sáng đến giờ. Nhưng em tin chắc chắn là cũng rất là nhiều anh chị chúng ta cười ra nước mắt ạ. Bản thân em cũng cay cay sống mũi. Vâng, và biết là mình cũng có những nhiều, rất là nhiều điều thói quen mà mình chưa có thể khắc phục được. Nhưng tuy nhiên là khi mà mình nhận diện được vấn đề đúng không ạ? Thì mình cũng sẽ có giải pháp. Biết ơn chị Thúy và một lần nữa rất là biết ơn thầy Công Thái cùng cộng đồng SE của chúng ta đúng không ạ? Mỗi ngày chúng ta dậy sớm, chúng ta cùng học tập, chia sẻ với nhau thì đó là cái điều chân quý nhất. Và cộng đồng SE của chúng ta luôn dang rộng vòng tay đúng không ạ? Luôn đón mở cửa đón chào tất cả các anh chị em chúng ta trở lại chương trình. Vâng, và thời gian cũng đã quá nhiều rồi nên em thì em xin phép là khép lại cái phần chia sẻ ở đây. Lần nữa xin cảm ơn thầy Thái. Và ngày hôm nay là ngày 17 tháng 11 ạ. Và trong chương trình tri ân ngày 20 tháng 11, em thì anh cũng xin thông tin lại cái chương trình trao yêu thương những nụ cười tại tổ chức tại Bình Dương vào ngày Chủ nhật này. Thì xin kính mời toàn thể các cô chú anh chị có thể tham gia được. Chúng ta sẽ đăng ký với ban tổ chức. Vâng, một lần nữa cảm ơn rất là nhiều. Và ngày mai chúng ta sẽ đến trở lại với một cái chương trình chia sẻ của cô Nguyễn Ngọc ạ. Bí mật về tháp nhu cầu Maslow. Và rất là mong quý cô chú anh chị chúng ta sắp xếp thời gian dậy sớm ạ, mỗi hôm dậy sớm một chút chút đúng không ạ, để chúng ta có thể tham gia những chương trình chia sẻ của cộng đồng. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời em Đinh Thái Nam hãy chia sẻ một bài hát để chúng ta sẽ cùng hát vang bài hát, cùng nhau ạ, chia sẻ niềm vui, cùng nhau trao nhau nụ cười. Vâng, cảm ơn rất nhiều. Xin mời em Thái Nam.